Rồi ok, xin chào các bác. Thì trước mắt các bác đây là mấy cái củ sạc của LG. Thì nếu như các bác nào mà tìm hiểu về mấy cái phụ kiện của LG ấy, thì có thể các bác biết được là LG có mấy cái nhà máy để sản xuất cái phụ kiện như kiểu củ sạc, dây sạc cho nó ấy. Thì như em biết được ấy, đó là cái nhà máy Dongguo và nhà máy Sulin. Cái địa chỉ của hai nhà máy ở đâu ấy, thì em cũng không rõ đâu, nhưng mà như em được biết ấy, là ở thị trường Việt Nam mình ấy, có hai cái củ sạc của LG mang tên là Dongguo và Sulin. Thì như em trực tiếp trải nghiệm nó ấy, thì em thấy là cái củ sạc của Sulin này này, để em cho gần lại tí. Đây, thì như em thấy nhá, là nếu như bác nào mà tìm được cái củ sạc của Sulin này này, các bác có thể ở cái chữ nó ở đây này, đó, thì là em thấy nó có vẻ là ngon hơn cái củ sạc của Dongguo các bạn. Các bác có thể nhận biết nó bằng cách là cái chân sạc của nó này, cái chân sạc của nó là chân sạc loại to hơn đây. Đây là của Dongguo đây, để cho các bác có thể thấy này. Đây, Dongguo, các bác nhìn thấy chữ Dongguo không? Đây, đây là của Dongguo nhé. Thì cái củ của Sulin ở bên phải này này, nó có cái chân nó to hơn và nó phẳng, còn cái củ sạc của Dongguo ấy, các bạn thấy này, nó nhỏ hơn và nó hơi hơi cúp về bên trong một tí đó, các bạn thấy. Thì đây là hai củ sạc mà em thấy là nó là củ sạc xịn đấy, không phải là củ sạc lởm đâu, vì cái bề ngoài và các thứ em thấy nó rất là ổn. Cái củ sạc này nó cũng là hàng linh kiện thôi, nhưng mà trước đây em đã từng mở nó ra rồi nên em biết. Thì nhân tiện đây em có một cái củ sạc của đây, các bác có thể thấy không? Đây cũng là một củ sạc của Dongguo nhé. Nhưng mà đây là củ fake này, củ số 2 đây là củ fake này. Đấy, các bác có thể thấy không? Cái phông chữ của nó các bác có thể thấy là nó rất là khác, để em cho thật gần lại tí nữa nhé. Các bác nhìn rõ hơn. Rồi đây, tầm tầm này. Đấy thì các bác có thể thấy này, cái phông chữ của nó, cái củ bên số 2 này là củ fake nhé. Phông chữ nó trông nó lởm hơn. Đó, các bác có thể thấy không? Cái chân thì nó cũng cũng là dạng chân nó nhỏ như bên này, nhưng mà nó lại thẳng thẳng băng luôn, nó không hơi cúc cúc vào như cái bên hàng xịn đâu đó, các bác thấy không đó. Tiếp tục là khi mà đi lên phía trên nhỉ, khi mà đang cùng một chiều hướng như này nhé, các bác đi lên phía trên này thì đấy, cái chữ phát sạc của cái con xịn này nó cùng chiều luôn, còn cái chữ phát sạc của cái con lởm này nó ngược chiều đó. Cái của Sulin cũng thế, đây khi mà đưa lên này đấy, nó cùng chiều luôn đấy. Thì cũng không biết cái nào là nó thuận, nhưng mà như em thấy là hai củ xịn này ở hai bên ấy thì nó cùng chiều, còn cái củ lởm ở giữa ấy, nó ngược chiều đó. Đó có thể là một cái nhận biết khá là cơ bản đó. Thì cái mặt này của em ấy, mặt bên này ấy, thì nó bị mất rồi nên không có thể là không không khó nhận biết hơn. Thì cái củ xịn số 1 này em cũng đã từng tháo ra rồi, thì cái củ xịn số 1 này tháo ra rất là khó luôn, em phải cưa này, cưa ngang chỗ này luôn, cưa rất là khó, mãi mới cậy ra được, bung bét hết mới cậy ra được ấy. Thì có cái clip mà trước đây em đã làm rồi, các bác có thể xem lại, cưa mãi cái này mới ra, thì em cũng cưa rồi. Thì đây là cái linh kiện bên trong của xịn nhé đó. Còn cái củ đây, đây cái củ lởm đây, thế củ lởm này ấy, đấy, cậy ra dễ lắm các bạn, các chỉ cần cậy vào cái đường này này, lúc nãy em đã cậy rồi, cậy thử rồi, nó ra dễ dàng kinh khủng luôn, các bác chỉ cần cậy vào cái đường này là nó ra luôn đó, không cần phải cưa kiếc gì cho nó mệt đã không đó. Và các bác có thể thấy này, cái linh kiện của nó con số 2 này, các bác có thể thấy này, hàng lởm bao giờ nó cũng cũng không được các bạn. Đây, các bạn có thể thấy không? Đó, cái mặt sau này, mặt sau con này là có cái chip quản lý 2, 3, 4 con chip còn ở đây. Còn con đằng sau này không có cái gì cả, đây là đằng trước này. Đó, nguyên, để em kéo hẳn ra cho các bác xem nhé. Đây, con lợm đây. Con xịn bên phía trái nhé. Đây, cái con xịn bên phía trái thì các bác có thể thấy này, chất lượng linh kiện của nó đã khác hẳn nhau rồi. Ở đây nó có một con điện trở để mà có thể là ngắt cái gì đó, nó ngon hơn nhiều, các bác này nhìn này này đó, thấy không
Đấy, cái này thì có IC, nó nằm ở trên các bạn. Cái IC này giống tàu lắm. Đó. Cái biến áp này, cái biến áp của cái con lởm này nó cũng lởm luôn. Trông nó không được ngon bằng cái con xịn bên này. Hai cái tụ này cũng thế này. Đây các bác có thể thấy này. Đó. Tụ này nó bằng bọc bằng 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 nhôm bên ngoài ngon như này cơ mà. Đó. Còn đây là cái cục sạc này. Cái cục sạc này thì có thể là khó nhận biết. Đó, thì các bác có thể thấy này. Cái nhìn mắt thường các bác có thể thấy là cái chất lượng của cái mạch của củ xịn nó đã ngon hơn rồi. Đấy. Còn cái của Sulin này thì em không tháo ra được, tại vì giờ mà tháo ra ấy, thì phải cưa đục nó rất là mệt và cũng không cần thiết phải làm như thế. Thì hy vọng là các bác nào mà mua cái củ sạc của LG ấy, thì các bác có thể phân biệt dựa vào cái clip này mà phân biệt được cái hàng của Dongo nhé. Đấy, cái hàng Dongo này. Thì cái hàng của Sulin ấy thì em cũng không tìm được cái củ lởm của nó, dẫn đến là em cũng không không so sánh ở đây cho các bác biết được. Thì đây là ba cái củ sạc mà có một con ở giữa là con lởm nhá. Đấy các bác có thể biết. Để cho nó gần gần ra xa xa ra một tí. Đó. Đó các bác có thể thấy không? Đó. Thì tại vì khi mà các bác dùng cái hàng lởm ấy thì cái việc mà chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái điện thoại của mình rồi. Trước tiên là nhiều khi là cái củ sạc nó kêu o ấy là do cái biến áp này nó bị làm nó kết cái dính nó không được tốt cho lắm ấy, nó bị rung lắc gì ở chỗ nào đấy, cho nên khi mà cắm sạc vào nó bị kêu o kêu 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 tiếng khá là khó chịu, nhiều bác bị mà. Thì ngay cả cái con hàng 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 đây cũng là hàng linh kiện nhưng mà loại của nhà máy sản xuất ấy, nhà máy của LG sản xuất ấy, thì nó nhiều con cũng bị, nhiều con em thấy là cũng bị kêu đấy, nhiều nó sẽ nhỏ hơn. Cái còn những con Sulin như này ấy, em dùng con Sulin này rất là lâu rồi, em chả thấy nó kêu bao giờ cả. Đấy, cắm cái gì cũng không thấy nó kêu bao giờ cả, rất là tuyệt vời. Đấy thì hy vọng, nếu như mà bạn nào xem được cái clip này thì hy vọng là các bác tìm được cái củ của Sulin này ấy, thì là em thấy là nó ngon hơn. Còn không biết, còn chắc chắn là cái việc mà các bác tìm được cái củ zin theo cái máy ấy, thì là điều tuyệt vời nhất rồi. Đó. Thì hy vọng là các bác có thể phân biệt được nhé. Rồi ok, chào các bác.